Nếu các bạn yêu thích vật cưng thú cưng, nếu các bạn yêu thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Chào mừng các bạn đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Ốt ốt. Tí này quá bự. Trời, bữa nay mày, nó ăn cám luôn ta ơi. Nó ăn cám thức ăn của gà luôn. Gì nó ngoan như ta. Thôi mình đem hai con ra cho nó ăn thôi các bạn ơi. Đây các bạn thấy hôm nay nó khác biệt chưa? Gà lông tương đối đầy đủ. Con này cho nó ăn các bạn ơi. Nha con, đây. Má tao hoài vậy đó. Heo kia. Cắn à, cắn mất tiêu cái đầu nó chết à. Nè con. Quà này bỏ nó không có đúng. Mới 24 tiếng đồng hồ mà thấy nó màu luôn rồi. Đồi đó, đồi đó. Tại mình không có thời gian đút nó nhiều á. Mình đút nó chỉ được hai buổi à. Buổi sáng với buổi chiều à. Nó cũng đủ à. Hai buổi mà sáng đút cho một bầu diều, thấy chiều tiêu nữa rồi đút nữa là xong. Bạn nào có thời gian nhiều chia 3 buổi sáng trưa chiều. Đốt chia ra vừa vừa thôi. Về đây hoài hai con này. Đi ra. Đi ra nè. Đi ăn lại phá rồi đó. Bắt đầu nó đòi ăn rồi các bạn thấy không? Nhưng mà nó vẫn chưa biết
phá. Nhóm nó mò mò rồi. Đồ ăn con này đồ ăn quá trời. Uống miếng nữa đi. Con này bắt đầu nó muốn hả rồi nè. Có hả hả đó hả các bạn thấy không, trời đi ra con này phá hoài để mình đang đút trang. Hả con? Hả kìa. Hả không bự kìa. Hả mà chưa có bự. Con này hả luôn rồi, hả ăn luôn rồi, rồi ăn luôn đi. Đó. Đó hả luôn nữa các bạn, đó. Khỏi cần banh nữa. Có khỏi gần quanh nữa thì khỏi cần gương ép nữa. Đòi lương, đòi lương. Rồi, ăn xong sạch sẽ rồi ha. Ăn xong sạch sẽ, uống nước, no đầy đủ. Rồi bây giờ là chuẩn bị vô ngủ. Ăn cu no rồi, xong tới hai con này các bạn ơi. Thấy thấy nàng cháu thấy hàm không? Cháu sữa. Nãy đổ đầy máng luôn mà nó quất rồi còn nhiều á. Ăn gói.
Lần ăn là một bịch. Một bịch cháo bịch. Một bịch cháo bịch đó. Ừ. Chỗ này là một bịch đó. Đúng rồi, pha sữa vô nữa. Rồi cái bắt đầu cái bụng của chị phệ rồi. Đâu cái bụng của chị bé bự phệ ra rồi đó. Đây tí nị có một bụng. Bu bu. Đang cho hai con chim cu ăn một bu bu bu. Bây giờ tới lượt mình rồi, nó ăn cái đã đi. Rồi nó rồi, nó rồi chạy rồi. Nó rồi, nó bắt đầu chạy đi kiếm chỗ ngủ hay gì rồi. Quýt đi quýt. Nó rồi đó à. Chưa lỗ nó biết lọt không nữa à. Vẫn còn đó. Vẫn còn chui tốt. Bây giờ là không lọt cái lỗ ấy thì nhìn nó khá lớn rồi đó. Chưa giờ, ăn giờ nó đi kiếm chỗ rồi đó. Trời tụi này chơi nhau ha, đó. Thỏ nó ăn á. À. Thỏ biến thành nha. Hai con đó. Hai con đó là một đôi tình nhân đó. Đôi có sữa. Rồi con kia chạy lại nữa. Rồi chúng lại chuyện tình tay ba luôn rồi. Nó ôm nhau nè, đó. Gom lên cục nè. Chuyện tình tay ba đá khô đau, giờ tay bốn làm sao? Bốn tay luôn. Mở ừ. Thỏ cũng ăn sữa đó, liếm luôn. Chuyện tình tay ba đá khô đau, giờ tay bốn làm sao? Nước mắt chan hòa cùng nỗi đau. Rồi bốn tay. Heo quỷ, thỏ chưa nhau. Chỉ nữa hai heo này lớn gấp các gấp 100 lần con thỏ. Ăn xong lau cái miệng đi ngủ đi. Nó ăn ngay này. Trời ơi chạy ăn nữa. Do một bụng rồi nè. Đi ngủ đi. Chưa hai mừng chú. Đây nguyên em cái lòng này vô gà chuột tiếp các bạn ơi. Người nó phá quá. Mưa tới rồi. Giờ mình kiếm mồi mình bẫy gắn cho các bạn xem. Ăn thôi, cắn lộn nữa.
thôi cũng chiều tối rồi, trời cũng bắt chuyển mưa rồi các bạn ơi, để vô mình sắp xếp chỗ ngủ cho mấy ngày để vừa mưa tới rồi, mưa tới sợ mưa đêm nó tụi nó bị giọt ướt rồi nó. Ở ngoài trời nắng thì nó ngủ chỗ ngoài trống quen rồi, trời mưa nó không biết, không nó chưa biết vô chú á. Mình thôi mình kết thúc video tại đây, mình đi sắp xếp từ chỗ ở cho tụi nó các bạn ơi. Sắp xếp vài lần là nó quen à. Rồi. Video mình kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ channel của con Siêu Bậy. Chúc mọi người luôn có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nhé.